Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thông tắc bồn chậu rửa bát này. Đây, bồn chậu rửa bát này hay bị tắc. Mặc dù là đây có cái phễu lọc rác này, hai bên đều có này. Hai bên đều có phễu lọc rác này để lọc những cái cặn mà nó nhỏ hơn cái lỗ này thì nó lọt xuống dưới lỗ này. To hơn cái lỗ thì nó đọng lại đây thì mình sẽ vét cho mình bỏ ra ngoài xỏ rác, nhưng mà cái cặn mà nhỏ hơn cái lỗ này thì xuống đấy thì nó sẽ không để tắc được các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ nó có hiện tượng là hay tắc thì bây giờ mình xả nước cho bạn xem nhé. Đây, xả nước vào đây này. Đấy, tắc là gì? Khi mình làm một việc gì đấy, rửa rau hay là gì đấy, là nước nó lên đến đây chẳng hạn. Đấy, mà khi mình mở cái nắp này lên để nước rút xuống thì nó lại không rút được xuống mà nó đun sang bên này, nó trôi lên trên này. Đấy, thì những cái cặn bẩn ở dưới đường ống ấy, nó mới theo nước nó lên đây. Lên đây thì nó ùn ứ ở đây, và khi mình cần dùng để rửa giấy đấy mà nước nó cứ không thoát được thì rất là bực bội các bạn ạ. Đúng không? Thì bây giờ trong cái đường ống này, chúng ta xác định là không có cặn to nó lọt xuống, vì có cái phễu lọc kia rồi, không có cặn to nó lọt xuống thì gì? Thì đa số là gì? Đây. Đa số là đây. Dầu ăn này, dầu mỡ này. Ví dụ chúng ta rán bánh chưng nhá. Đấy, chúng ta rán bánh chưng. Xong là chúng ta dầu mỡ chúng ta mới đổ. Chúng ta còn một ít nó bám, ví dụ chúng ta rửa nồi niêu xong chảo này. Cái này mà của chúng ta đã đổ đi chỗ khác rồi, còn một ít nó bám xung quanh này. Chúng ta sẽ rửa xuống đây. Rửa xuống đây thì lâu ngày nó sẽ bám vào những cái thanh của cái ống dẫn thoát. Ống dẫn thoát nước thải ấy, nó sẽ bám vào đấy, bám dần dần, tích tụ dần dần, nó sẽ dày lên và nó làm nghẽn đường ống, nhất là về mùa đông. Dầu mỡ này này, thì mùa đông dầu mỡ này rất là hay đóng cặn và bám, nó rút xuống, nó bám vào đấy, và không, chúng ta không vệ sinh, không thể rửa đường ống ở trong được. Chúng ta thường gì, một là mua cái bột, người ta hay quảng cáo là mua bột về để thông tắc, hai là gì, gọi thợ đến. Hoặc là chúng ta mua cái lò xo xoay xoáy để thông xuống, nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết cách thông, có thể là làm thủng ống ruột gà ở trong, làm cho hỏng đường ống. Thế thì điều đầu tiên để chúng ta chưa phải mua hóa chất bột đấy, gọi là bột thông tắc, hay là chưa phải gọi thợ, bởi vì nhiều bác thợ, xin lỗi các bác nhé, xin lỗi cả những bác thợ, là nhiều bác không có tâm, các bác đến các bác bắt bí nhà người ta, các bạn lấy cái tiền bắt bí nhiều hơn cả tiền công và tiền sửa chữa đấy, nên là nó rất là mất uy tín. Thế nên là để cho đỡ mất công của đôi bên, đầu tiên thì các bạn tự làm ở nhà trước đã nhé. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách làm đơn giản nhất. Đầu tiên đây, mình đã xả nước vào đây rồi, xả nước vào bồn này rồi, bây giờ mình xả xuống nhé. Thì nước ở đây nó thoát không kịp, nó sẽ trồi lên bên đây, trồi lên sang bên này nhé. Đây này, xả này, mở nắp này lên này. Đấy, nó sẽ trồi đây, bên này nó trồi này, đấy, cặn nó trồi hẳn lên đây. Nước bên này thoát rất chậm, rồi bên này nó trôi lên. Chúng ta rất bực mình, và đây này, nó những cái cặn này nó theo đường ống nó lên, nó bẩn thỉu mà nhiều khi có cả vi khuẩn nữa. Xong rồi chúng ta rửa không sạch thì nó lại mất vệ sinh, mà chúng ta mỗi lần như này chúng ta rửa thì nó lại mất thời gian, hay là rất bực bội, nó chậm chạp đấy. Thì cách khắc phục như nào? Đầu tiên nhé, các bạn nấu khoảng 5 lít nước. Đây, như mình có bình tắm nước nóng này. Đấy, mình sẽ bật bình lên. Rồi, bây giờ mình sẽ xả nước lạnh. Xả nước vào đây nhá, xả nước nóng vào đây. Đây, nắp này này. Mình sẽ xả nước nóng vào đây. Còn các bạn không có bình tắm nước nóng, hoặc là các bạn không muốn bật, các bạn sẽ đun nước, hoặc ấm siêu tốc các bạn đun khoảng 5 lít, 2 lần 5 lít hoặc là 4 lít. Hai lần, là một lần trước, xong mình cho xả xuống cho nó trôi hết những cái, nó tan mỡ và nó trôi đi một lớp. Xong một lớp thứ hai là mình lại đổ vào, mình xả cho nó cuốn sạch đi. Bây giờ mình sẽ xả một lớp đầu tiên nhé. Ví dụ đây mình có bình tắm nước nóng thì mình bật sang bên nóng này, mình xả nước này. Đầu tiên mình xả cho nó hết nước lạnh ở trong đường ống đi đã. Thì mình mở này lên cho nó chảy hết cái nước lạnh trong đường ống đi, nước nguội đấy, trong đường ống đi đã. Khi nào nước ở đây nó nóng lên, mình đậy nắp vào. Đấy,
nóng dần các bạn ạ. Đấy, đậy nắp cái nắp ra. Rồi. Mình sẽ đẩy nước nó nóng đã bốc khói đấy. Mình xả khoảng lưng cái thùng này. Nửa thùng này. Đấy. Xong là mình xả xuống, mở nắp lên để xả xuống cho nước nóng này nó vào trong đường ống. Nó sẽ gì? Làm hòa tan cái mỡ, dầu mỡ ấy, nó bám ở thành ống ấy, nó trôi đi một phần. Xong tí nữa mình làm lần thứ hai là sẽ trôi hết luôn nhá. Đấy. Đây. Mình đợt này ngày Tết các bạn nên là món ăn dầu mỡ rất nhiều đây. Đấy, được bánh chưng này. Đấy. Rồi mình bỏ dịch bỏ cái bánh ra đây cho nó nước nó văng vào. Đấy. Chúng ta xả nước nóng vào đây. Chờ một lúc nước nóng nó ra bốc hơi các bạn ạ. Đấy, nó ra bốc hơi rồi. Đây rất nóng các bạn. Đấy. Nóng khoảng 80-90 độ đấy. Rồi, sau khi mình cho nước nóng vào đây thì mình sẽ đậy cái đây. Cái nắp bên này này, mình sẽ đậy lại. Đậy lại nhá. Mình không cho nước nó trôi ở đây nữa. Để cho gì? Cho nước nóng này trong này chảy hết xuống dưới đi, chảy hết theo đường ống ra. Nó vào trong này nó hòa tan cái mỡ dầu mỡ ở trong thành ống ấy. Hòa tan nó trôi xuống dưới, không cho nó trôi lên đây nữa nhá. Rồi bây giờ mình tắt đi này, tắt nước đi này. Đấy, vấn đề bây giờ nước nóng chúng ta thò tay vào nó khó rất là nóng dễ bị bỏng. Chúng ta có thể là dùng cái que hay cái gì đấy. Đây mình chuẩn bị sẵn cái này, mình bẩy cái này đi. Nó hơi bẩy này nhá, bẩy này này. Đấy, đè cái này xuống, đè cái này xuống. Đấy. Đè bên này xuống, không cho nước bên này trồi lên đây nhá. Mình đè xuống này, còn bên này thì nước cho nó thoát xuống dưới. Đấy, chúng ta cho nó thoát xuống, nó cuốn đi một lớp dầu mỡ cặn, nó bám ở thành đường ống. Rồi. Rồi, như thế là nó tương đối nhanh rồi. Còn lúc mà nước lạnh không nó ăn lâu nữa. Rồi bây giờ mình xả tiếp một lớp nữa. Đấy, xả tiếp một lớp nước nóng nữa. Các bạn không bật bình nóng lên thì các bạn có thể đun nước nóng các bạn đổ vào. Mỗi lần khoảng 4-5 lít gì đấy. Đổ vào cho nó làm tan dầu mỡ thành cống, thành ống đi, xong làm nó cuốn trôi xuống dưới. Đấy, trước khi mình mua bột thông tắc nó quảng cáo trên TV hay trên Facebook hay trên mạng đấy, nhiều khi hàng thật hàng giả mình không biết được, và nhiều khi là cái bột đấy là nó cũng chưa chắc nó đã lược như cái nước nóng rồi đâu, bởi vì là cái vấn đề tắc đường ống thường do dầu mỡ mà, dầu mỡ, bởi vì khi mình đã có cái lọc rác ở đây rồi thì chỉ có dầu mỡ nó lọt xuống đấy thôi, không có cặn đâu, cặn ít cặn thôi. Đấy. Sau đấy thì nhiều khi lại còn phải gọi thợ đến. Thứ nhất là nhiều khi nó tốn kém, thứ hai là người lạ vào nhà nhiều khi anh em hay là chị em cũng ái ngại. Rồi chúng ta cứ để cho nó nước nó đỡ nóng hơn một chút rồi, bởi vì là nước lạnh nó pha vào lẫn với cái nước đang đun trong bình này. Nó đang đun nóng này, nước nóng và nước lạnh đang ở trong bình này, thì nó không được tuyệt đối, không được nóng tuyệt đối nữa, không được 100 độ, 90 độ nữa, bây giờ nó có thể là 70-80 độ cũng được, không sao cả.
Rồi chúng ta sẽ thực hiện lại một lần nữa, một lần lần thứ hai này thì làm cho một cái lớp còn lại nó sẽ hòa tan, tan đi, nó trôi theo cái dòng nước đi xuống dưới. Còn các bạn có điều kiện làm 3-4 lần cũng được, nhưng mà mình bây giờ mình chỉ làm cần làm 2 lần là ok rồi nhá, làm 2 lần là khá ổn. Bẻ cái này lên này, nó hơi cứng, có độ mút. Đấy này xuống, đừng cho nước bên này nó lên. Đấy, lần này nó chảy nhanh hơn các bạn ạ. Đấy. Tức là đường ống nó đã to dần rồi. Lúc trước giờ mỡ nó bám nó bị nghẹt, nó nhỏ, bây giờ nó to dần rồi. Thì bây giờ là nó chảy nhanh hơn rồi. Đấy. Rồi, thế là bây giờ mình sẽ xả bên này. Những cái cặn bên này mình nó vừa trồi nên bây giờ mình xả lại cho nó trôi xuống. Xong tí mình lau rửa. Dùng búi giác mình cọ ở đây đi cho nó sạch cái cặn bám ở đây đi. Đấy. Rồi. Rồi, bây giờ là khá là ổn rồi các bạn ạ. Trong trường hợp nhà các bạn xả 2 lần như thế mà nó chưa thông được hẳn thì các bạn xả khoảng 3-4 lần cũng được. Đun nước lên, nó không tốn kém là bao. Đun nước lên xong các bạn đổ vào cho nó xả xuống dưới. Cho nó trôi hẳn những cái dầu mỡ ấy đi thì nó sẽ hết tắc. Còn không được nữa thì lúc đấy bắt buộc mình phải dùng phương pháp cơ học là dùng ống thông này. Ống thông chúng ta mua ở ngoài ấy. Cái ống như dạng nó so chúng ta thông xuống, nhưng mà cẩn thận của nó chọc thủng ống ruột gà. Đấy, còn chúng ta không làm được lúc đấy bắt buộc phải gọi thợ đến thì nó hơi phức tạp. Nó nói chung là đã gọi đến thợ đến thì là phức tạp rồi. Đấy. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai là người lạ đến nhà, đấy như mình nói lúc nãy. Rồi, rất đơn giản thế này thôi. Trước mắt chúng ta cứ làm như thế đã. Mình tin là sẽ được thôi, bởi vì là mùa rét ở ngoài miền Bắc ấy, mùa Tết ấy, là rất hay có dầu mỡ đóng cặn trong đường ống này. Đấy. Và đặc biệt là khi chúng ta đã dùng cái lọc rác như này này, cái lọc rác như này thì là cái mà lọt qua cái lỗ này rất là nhỏ nên là không bao giờ hoặc là ít khi hoặc hiếm khi nó tắc đường ống lắm các bạn ạ. Đấy. Các bạn cũng có thể như này, các bạn có thể là gì? Lúc mà chúng ta xả ống nước ấy, nếu có người thứ hai, một người thì đè đầu bên này xuống nhá. Đè này. Xả nước nóng xuống đây thì mình đè cái nắp này xuống để cho nước nó không trồi lên đây. Đấy. Nước không trồi lên đây nhá. Xong mình sẽ lắc cái này. Lắc những cái ruột gà này để những cái này này nó hay bị đây này, ví dụ như cái bẫy nước, trong này có bẫy nước mà, ví dụ đây này. Bẫy nước bởi vì là bẫy mùi hôi ấy, bẫy ngăn mùi đấy. Mùi ở dưới đường ống kia nó không lên được vào đây. Nên đây gặp nước đây nó bị ngăn lại, không lên trên được, gọi là bẫy nước, bẫy ngăn mùi nhá. Thì mình sẽ phải lắc như này, lắc nhẹ nhẹ như này để cho nếu nó có bị bám ở đây thì nó sẽ trôi hết đi. Đấy, lúc mà mình xả nước nóng xuống đây này thì mình sẽ lắc ở đây. Đấy, lắc để cho cái cặn dầu mỡ nó trôi hết xuống dưới. Đấy. Rồi, khá đơn giản như thế thôi. Các bạn cứ thử đi. Cái này rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, kể cả trẻ em cấp 2 hoặc là phụ nữ đều làm được nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.